Mới đây, vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương đã có các công văn gửi đến Tổng cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp, đầu mối kinh doanh xăng dầu nhằm giám sát chặt chẽ, bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp. Các công văn nêu rõ, sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư, nhiều địa phương trên cả nước đang dần quay trở lại trạng thái bình thường mới, khiến tình hình tiêu thụ xăng dầu tại thị trường nội địa đang có dấu hiệu phục hồi và tăng mạnh. Trước tình hình đó, vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo Cục Quản lý thị trường các địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa, hạn chế hoạt động đầu cơ, tích trữ xăng dầu, đảm bảo các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, đề nghị giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, bảo đảm việc bán hàng không bị gián đoạn, bảo đảm nguồn xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định tại Điều 26 của Nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường nội địa cho những tháng cuối năm 2021. Đối với các đầu mối kinh doanh xăng dầu, vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương đề nghị chủ động tìm kiếm nguồn hàng, cung cấp đầy đủ cho thị trường nội địa các loại xăng dầu doanh nghiệp đang sản xuất và kinh doanh, không để gián đoạn nguồn cung trong hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp, có phương án về nguồn hàng từ nguồn sản xuất trong nước và nhập khẩu để bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong thời gian tới, thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn và công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn, vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương đề nghị chỉ đạo nhà máy lọc hóa dầu sớm khắc phục sự cố để ổn định sản xuất, cung cấp đủ lượng hàng theo hợp đồng đã ký kết với các doanh nghiệp, có phương án về nguồn hàng để bảo đảm nguồn cung cho thị trường nội địa trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, báo cáo về số lượng xuất, nhập, tồn kho xăng dầu theo tháng từ đầu năm 2021 đến nay để làm căn cứ cân đối nguồn cung xăng dầu cho thị trường nội địa.